đằng sau khuôn mặt ma quái lúc ẩn lúc hiện trên sàn nhà là hàng trăm bộ hài cốt nằm ngổn ngang dưới lòng đất. Cùng tụi mình giải mã bí ẩn này luôn nha. Nhà nào mà xây dựng lâu năm thì kiểu gì cũng sẽ có những vết ố trên tường nhà. Nhà của bà Maria ở Tây Ban Nha cũng vậy nè. Tuy nhiên, vết ố này nó lạ lắm. Nó liên tục lan rộng ra và cuối cùng hiện rõ một khuôn mặt kỳ dị đầy đáng sợ. Lúc đó gia đình Maria cực kỳ sợ hãi, họ vội vàng dùng cuốc phá bỏ nó. Tuy nhiên, một tuần sau, khuôn mặt kia lại hiện lên. Tới lúc này, Maria đã cuốn gói dọn đi, đồng thời báo cho cảnh sát. Ngay lập tức, rất nhiều chuyên gia khoa học đã tìm đến để nghiên cứu. Theo đó, các chuyên gia đã khoan một lỗ sâu xuống dưới nền nhà của Maria để khảo sát và tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy hàng trăm bộ hài cốt nằm ngổn ngang dưới lòng đất. Mà điều đáng sợ là phần lớn các hài cốt đều không có đầu các bạn ạ. Theo phán đoán ban đầu, rất có thể đây là một hố chôn tập thể các phạm nhân bị tử hình. Một vài nhà khoa học đã sử dụng các thiết bị đặc biệt ghi lại xung động âm thanh tại căn phòng này và họ đã nghe thấy những âm thanh ma quái mà theo những người duy tâm, âm thanh đó chỉ có thể đến từ địa ngục. Sau rất nhiều nỗ lực, các nhà khoa học cũng đành bỏ tay trước sự việc ma quái trên và kết luận cuối cùng của họ đó chính là do bà Maria có một năng lực ngoại cảm đặc biệt và đó là chất xúc tác cho các hiện tượng này. Bởi vì họ phát hiện cùng với sự già yếu của Maria, các khuôn mặt cũng trở nên mờ dần và những biểu cảm trên khuôn mặt kinh dị kia cũng trùng với tâm trạng của Maria. Được rồi, các bạn nghĩ sao về sự việc ghê rợn này? Cùng để lại bình luận bên dưới nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé!